cả nhà thấy cái tô bự không, con này nửa nửa cơm tay luôn nha. Còn cái tay của cô rồi con đưa vô con so đó vậy, trời ơi trời ơi, gần bằng cái tay của cô luôn cả nhà ơi. Hai xin chào cả nhà nha. Thì là nói đầu tiên cho được gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác anh chị em đang xem cái video của được nha. Thì hôm nay hiện tại được đang ở Phước An Nhân Trạch Đồng Nai cả nhà. Thì hôm nay là được đi làm về, được chú Út rủ đi thăm lưới của chú Út thả hồi chiều nha cả nhà. Mà trước khi là mình thăm lưới thì để được quay cho cả nhà xem cái cảnh mà chú Út đang lên cái lưới của xã Cống nha, để được quay camera trước cho cả nhà mình xem. Chú Út đang kéo cái đuôi lên nha cả nhà. Hồi chiều chú Út có nước rồng á, canh ngay đợt nước rồng chú Út có đặt cái thả cái đuôi xuống, đuôi chuột xuống để mình dở cái thử có. Ý có tôm nhảy kìa, wow. Ý con bự dữ vậy. Trong đợi được là mới thấy mấy con tôm xuống mà tự nhiên nó bự gì cả nhà. Ôi nhiều lắm cả nhà ơi, tôi thấy con nào nó hình như nửa cơm tay á, nhảy kìa, đang nghe bạc bạc trong kìa đó. Cả nhà mình thấy không, con này rất, nếu mà giá thị trường con này kiếm khoảng nhiêu chút? 504. Quá xác cả nhà ơi, đây con dịch cái này cho đó. Mình đổ cái đuôi chuột ra mình coi thử có con gì không. Ý có con bạch tuộc cái gì nè, thấy có bạch tuộc luôn cả nhà ơi. Cái này ở đây là người dân nên ta kêu là bạch tuộc sông nha cả nhà. Dạ con này rất là ngon luôn, bữa được ăn thử rồi. Con này loại lớn này chắc 300 mấy 400 ngàn ký ha chú. Dạ. Chưa cột cái đuôi lại gì chú ơi. Ủa vậy là mình kéo ấy luôn hả? Mình hạ đập luôn không? Đóng cống hả? Bây giờ để cô với chú lựa tôm, đổ tôm nghe cái nhà. Cái nhà coi nè. Dữ lắm, bự luôn nha. Tôm u. Tôm u. Mấy con cua nhỏ là mình thả lại không cô? Đây là cua này nhỏ mình thả lại nuôi nha cả nhà. Đó, mình dục xuống dưới cái ao lại. Tôm lớn. Cả nhà thấy nè. Tôm này dữ lắm, bự luôn cả nhà ơi. Này chắc cũng không tầm 10 con ký á. 12 con ký rồi. Dạ. Đây để được bắt cho cả nhà mình xem nha. Này trong này hình như có nhiều con cua kẹp mấy đó. Có cua hả? Thấy không? Cua quá trời. Cua quá trời luôn ta. Cua này chắc cũng tầm 2-3 tháng nữa nó bự ra đó cô. Tháng hả? Tháng nữa. Con cua nữa. Bắt lại bỏ lại. Bắt lại luôn hả cô? Bỏ vô đây nè. Cả nhà ơi, coi nè. Nè, bỏ vô đây quay. Bữa nay được trong đợi được là lần đầu tiên mới dở đi theo chú dở được cái này nha. Lấy cái gì coi. Cái gì? Đó. Con cua hả? Tôm. Tôm này là tôm chì hả cô? Tôm chì. Dạ. Nhưng mình dục chứ đâu hả? Không, bỏ rồi. Để bắt cua vô hết chứ. Dạ. Nè tôm sú bỏ. Con này nó bự nè. Cái nhà ơi. Để cho nó. Ê nó ra. Giúp tới ta chụp. Cua nhỏ nhiều lắm cả nhà ơi. Cái này tầm khoảng tháng nữa là cua bà bự hết nha. Đây còn quá trời nè anh. Cua này ra quá trời. Dạ. Ủa sao mình không đẩy cái đập lại, mình chưa xiết cái miệng lên mà chú. Không sao á. Dạ. Nè, cả nhà thấy cái tôm bự không? Con này nửa cơm tay luôn nha. Rồi cái tay của cô rồi. Con đưa vô con so đó vậy. Trời ơi trời, gần bằng cái tay của cô luôn cả nhà ơi. Quá xá rồi. Đó. Nè, đây nè cả nhà. Đây là bà tuột xong. Ấy con này nó nghẽo rồi. Không, nó sống đó. Chết rồi. Nó sống. Nó sống đó. Nó sống hả? Cô tính nó nghẽo chứ. Con này bự chứ. Nó không có sống, nó không có chết đâu. Còn cả nhà ơi. Bỏ vô đi. Quá trời luôn, cái này mình phải lấy mấy con nhỏ nhỏ này là mình bỏ vô đây không cô? Bỏ đây cô lấy cho rổ rộng. Dạ. Đâu mình được chừng chục con tôm bự không ta? 2 4 6 7 con rồi. Lớn luôn bây giờ cống. Quá xá cả nhà ơi. Mấy con tôm này tôm chì mình lựa ra nha, còn mấy con nhỏ nhỏ xíu đó mình bỏ thì chú là sao lấy luôn. Mình cũng lấy lựa lấy lại luôn ha. Có cá kèo nữa nè cả nhà. Tôm chì
bỏ vô đó. Đây tôm chì đây. Mấy con tôm này thịt nó cứng nhắc. Tôm đó ngon. Thịt này bao chắc luôn. Nè chấm bù tạc nè. Dạ. Cái này chấm bù tạc là hết sảy luôn hả cô? Sảy luôn. Ồ, tôm chì này bự dữ nè. À, được khoái quay mấy con này nè cả nhà. Mấy con này là trong đời được đó giờ mới thấy luôn á cả nhà ơi. Hôm bữa mình ăn á là tôm bị ngọt rồi nha. Nay là tôm sống. Ôi lửa đây tôi đi cái này. Còn sống luôn nè cả nhà thấy không? Anh đi ấy lưới hả? Anh lưới. Rồi bây giờ được sẽ theo chốt đi ấy lưới. Anh rộng mấy tôm chì hết đi anh đi. Rồi, bây giờ được sẽ dẫn cho cả nhà mình đi theo chú Út để trải nghiệm cái thăm lưới. Dạ, cầu chế lắc lẻo. Cái này đi chặt dọn là bẹp liền á. Rồi, bây giờ là mình xuống một cái xuồng. Dạ. Chú ngồi trước chú thăm mà phải không? Rồi, con ra sao? Đó là cái đầu lưới. À giờ mình cuốn luôn hả chú? Ừ, có gì nha. Nếu mà mình cuốn này dính cá bự là mình cảm giác được nó giật không chú? Dạ. À. Ở cái nhà mình cũng đang thấy là chú đang cuốn. Ỏ dính con tôm chà bá luôn. Dữ lắm cả nhà ơi. Trời ơi trời dữ lắm rồi. Con tôm này tôm sú rất là lớn luôn nha cả nhà, cỡ lớn nha. Bằng mấy con tôm mà nãy mình đổ trong cái đuôi chuột ra. Còn nửa bên tay. Thì ban đêm mình gọi xuống nước, mình nếu mà dính tôm là mình gọi mình thấy hai con mắt liền hả chú? Mình có mấy tay chú? Ba tay. Và tay đầu tiên thì chú nói hơi gắt nhưng mà cũng chắc không ngay cái đường của tôm đi nên là dính được mới được một con rồi cả nhà. Và đây là cái tay thứ hai nha cả nhà. Dính con cá rồi phi cái gì đã xíu. Đó, con gì đây? Cua. Cua còn rất là nhỏ cả nhà ơi. Dạ. Là cua nhỏ liền hồi lên mình gỡ mình thả lại. Để lớn lên sau này mình thu hoạch. Đó, tôm sú. Nhìn xa xa mình đã thấy con mắt rồi ha cả nhà. Con này nhỏ hơn con nãy một tí. Dạ. À, là mình có dính là ngon rồi, được hai em rồi, ngon rồi, tay này ngon rồi chú ơi, này vô rồi, được hai em rồi. Ồ, cua à, dính cua, tôm nữa, có tôm luôn. Đó. Ngon rồi, tay này ngon rồi, trúng nước rồi cả nhà ơi. Cua tôm liên tục, một cua này. Cua vô dầu, nó dầu. Dạ. Tay này mình được 4 con tôm sú. Tôm sú chà bá nạnh luôn. Chốt ta thấy dính một con rồi cả nhà ơi. Tại vì mình gọi dưới dạ nước á, mình thấy nó đỏ đỏ là biết dính tôm rồi. Cái này thì cứ 15 con ký, con này nhỏ hơn. Còn cái cỡ con tôm lớn hồi nãy thì tầm 10 con, 11, 2 con ký.
Ôi con cửa xuống ơi. Con này bự lắm. Con này bá luôn. Con này bằng con đầu á. Đó, đó. Đó, đúng kìa. À, cuối lưới rồi xiết được hai em. Đây cả nhà, đây được dính được 4 con tôm sú à. Mà dính cua nhiều quá, cua nhỏ nhỏ không à. À, nó con nó gãy càng quá. Con cua gãy càng này. Gỡ rất là năng niu cả nhà, gỡ ngược ha. Đó, sống. Đó, bây giờ con này con hàng khủng, hàng khủng. Chú cũng gỡ con hàng khủng nha. Con này tôm nhất. Qua gỡ lên mình lưới luôn, thấy mê luôn. Dạ. Mười mấy con hay không? Tôm rất là bự cả nhà. Đây là một cái con cua là được gỡ trong cái tay lưới, là cái con cua cuối cùng. Còn một con nữa thì cô đang gửi. Giờ mình thả xuống cái đùng này để mấy con nó lớn lên rồi có thành phẩm để quay cho cả nhà mình xem. Bây giờ chú Út đang rửa lưới nha. Đó, mình thả xuống đây thì giờ này cũng tối rồi cả nhà, thì bye bye, tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo. Thì hôm nay thì cũng thành quả rất là ít, dòng đi lại chắc cũng tầm 2 kg mấy rồi cả nhà. Tôm bự bự không à, 2 kg mấy, ít tôm chì nữa. Thì thôi, được, xin nói bye, tạm biệt cả nhà nha.